Bạn nên chọn cái loại đậu xanh tốt và nhặt bỏ những cái đậu hư hỏng đi, và bạn chuẩn bị đem đi ngâm nước nha, đem đi ngâm nước với 2 nước sôi và 3 nước lạnh, 2 sôi 3 lạnh, ngâm trong vòng 8 tiếng đồng hồ đó. Rồi bạn chuẩn bị những cái ly nhựa như này nè, ly uống trà sữa hay là trà tắc đó, đục cái lỗ ở phía dưới đáy đó, bạn thấy không? Đục những cái lỗ ở dưới đáy cho thông thoáng. Đục nhiều lỗ lên cho thông thoáng lên. Đó, bắt đầu bạn ngâm đậu ở trong nước 2 sôi 3 lạnh trong vòng 8 tiếng nha. Ngâm trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Đó, sau 8 tiếng là bạn thấy cái hạt đậu nó bắt đầu nó trương nở ra đó. Nở ra thì bạn rửa đậu. Rửa đậu cho nó sạch đi vài nước đi cho nó sạch sẽ nên nó hết cái mùi chua. Rửa đi mấy vài lần đi cho nó sạch sẽ, nó hết cái mùi chua của đậu, và chúng ta chuẩn bị đem đi chúng ta ủ. Đó. Rồi. Xong đâu đó là bạn cần phải loại bỏ những cái hạt đậu hư, những hạt bị vỡ và những hạt lép đó, bạn loại bỏ ra nè, những hạt vỡ nè, hạt lép nè, đó là những nguyên nhân khiến cho cái giá đỗ của bạn nó bị thối, do đó là bạn phải lựa thật kỹ, lựa bỏ những cái hạt bị bể, bị nứt rồi đó. Xong đâu đó là bạn đong khoảng hơn 1 chén rưỡi và 1 ly. Cứ 1 ly như thế này ta để khoảng 1 chén rưỡi, 1 chén và nửa chén nhỏ nhỏ đó đó, đó. Và chúng ta dùng cái khăn ẩm, khăn vừa cái độ ẩm đó, dùng cái tay đè nhẹ nó xuống, đè nhẹ xuống, hoặc là chúng ta cũng có thể dùng những cái khăn giấy, khăn ăn á, bạn nhúng ít nước và tạo cái độ ẩm, vừa ẩm là được, đừng có quá nhiều nước. Đè cái tay nhẹ xuống đó, thật là nhẹ để nó không bị gãy những cái hạt đó đã nảy mầm nha.
Đó, sau đó là bạn dùng một cái chậu nè, một cái rổ để cho nó cách xa cái đáy chậu. Và chúng ta bỏ những cái ly trà sữa vào và đem đi ủ. Bạn dùng cái bao đen á, một cái bao xốp đen hay là một cái miếng vải đen cũng được, úp nó vào và không cho nó tiếp xúc với lại ánh sáng nha. Để ở trong cái góc nào đó, một cái góc tủ hay là ở một cái căn phòng nào mà tối tối cũng được. Đó, sau 2 ngày là bạn thấy không? Giá đỗ sau 2 ngày nó đã mọc mầm kìa. Mọc mầm ra rất là đẹp rồi. Và bây giờ bạn nên bỏ giá đỗ vào nước và bạn ngâm. Cứ một ngày bạn ngâm nó khoảng 3 lần á. Mỗi lần bạn bỏ vào nước bạn ngâm trong vòng 7 phút. Đó. Ngâm trong vòng 7 phút xong bạn để cho nó ráo nước đi. Đó, tưới nước vào, tưới nước cho giá đỗ nha. Cứ một ngày bạn ngâm khoảng 3 lần. Y như vậy nè. Mỗi lần thì là mình làm trong vòng 7 phút xong chúng ta lấy ra và để cho nó ráo nước. Đó. Sau đâu đó chúng ta để ráo nước và lại đem đi ủ ở trong phòng kín hoặc là cái nơi mà nó có ít ánh sáng đó. Y như hình ảnh lúc trước tôi đã hướng dẫn. Đó. Giá đỗ của mình này hôm nay rất là đẹp nè. Trong vòng 60 giờ, có nghĩa là chúng ta chỉ mất khoảng có 2 ngày rưỡi là chúng ta đã có giá đỗ để chúng ta sử dụng trong gia đình. Giá của mình làm giá đỗ rất là đẹp. Cái rễ nó rất là ít và rất là siêu sạch luôn. Đó, thì các bạn cũng có thể dùng những cái ly này là các bạn để ở trong tủ lạnh á, để bạn dự trữ, bạn sử dụng dần. Rồi chúng ta có thể là xào, nấu, rồi là làm mì. Đó, để trong tủ lạnh mà thấy không? Để trong tủ lạnh thì mình cũng có thể giữ được trong vòng khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Xin cảm ơn đại gia đình đã xem video clip. Các bạn hãy like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nha. Chúc các bạn thành công trong việc chăm sóc và trồng giá đỗ. Thì trong vòng 2 ngày là chúng ta đã có giá đỗ để chúng ta sử dụng nha. Xin chào và cảm ơn quý vị.